Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hiền Thục bối rối khi Greg cũ bất ngờ nhắn tin tỏ tình. Dòng chia sẻ của Hiền Thục đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Vào nghề đã lâu nhưng tên tuổi của Hiền Thục ở thời điểm hiện tại luôn được đông đảo công chúng quan tâm. Ngoài khả năng ca hát, khán giả còn bị thu hút bởi vẻ đẹp trong trẻo của giọng ca nhật ký của mẹ. Hiền Thục cho biết cô bối rối khi được Crush cũ tỏ tình. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: Crush nam cũ bỗng dưng tỏ tình nên rối loạn tiền đình một chút. Dòng chia sẻ vui vẻ của Hiền Thục nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Mặc dù ở ngoài tuổi 40, nhưng nữ ca sĩ luôn mang năng lượng tích cực, lạc quan gửi đến khán giả. Trên mạng xã hội, Hiền Thục thường xuyên đăng tải những tình huống hài hước khiến dân tình thích thú. Có lẽ chính sự vô tư vui vẻ đó mà nữ ca sĩ trẻ đẹp bất chấp thời gian, dân tình yêu ái ví như gái đôi mươi sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, hiện thuộc vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Ở tuổi ngoài 40, nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều người xích xoa khi sở hữu vẻ đẹp trẻ trung nhưng không kém phần mặn mà. Với hiện thực con gái là động lực là tình yêu lớn nhất của nữ ca sĩ lúc này, trên mạng xã hội, nữ ca sĩ từng nhắn nhủ tới ái nữ rằng chăm sóc con là việc mà mẹ cần làm vào lúc này lúc con chẳng có ai ở cạnh và lại không biết làm thế nào cho đúng với bản thân mình và nữa là bởi vì mẹ thương yêu con mẹ mong con mạnh khỏe và hạnh phúc mẹ bày tỏ việc mẹ lo lắng không để con bực bội hay giận dỗi mẹ mà chỉ vì mẹ thương đứa con gái ngoan lành mà mẹ chỉ có duy nhất nó thôi mẹ không ngại khó mẹ chẳng ngại buồn cũng chẳng quản cực khổ tuổi thân thế nào mẹ chỉ cần lo cho con mẹ được hành trang đàng hoàng bước vào đời thế nên thương mẹ hay thương bản thân con thì giúp mẹ nên cố gắng sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn hiện thuộc vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ ở tuổi ngoài 40, nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều người xích xoa khi sở hữu vẻ đẹp trẻ trung nhưng không kém phần mặn mà. Nếu so với hình ảnh nhiều năm trước của hiện thuộc, nhân sắc nữ ca sĩ ở hiện tại không có sự khác biệt quá nhiều. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.